Thưa quý vị, trong lĩnh vực công nghệ, app có nghĩa là ứng dụng, thường được hiểu là một phần mềm hay tiện ích cụ thể nào đó. Nhưng việc cài đặt những app trên điện thoại thông minh hiện nay đã quá quen thuộc với nhiều người. Các app sẽ giúp cho người dùng thuận tiện trong việc mua sắm hoặc là các hoạt động phục vụ cho học tập và làm việc. Và không dừng lại ở đó, app hiện nay còn được một số trường học áp dụng để tạo sự gắn kết thông tin giữa gia đình và nhà trường. Việc đưa công nghệ vào trường học sẽ có những thuận tiện như thế nào? Mời quý khán giả cùng đến với phóng sự trong một Bình Minh Năng Động hôm nay, được chúng tôi ghi nhận tại trường phổ thông Thái Bình Dương. Nếu như trước đây, để trao đổi việc học tập của học sinh với phụ huynh, thì giáo viên chủ nhiệm sẽ gọi điện trực tiếp hoặc nhắn tin qua Zalo. Thì hiện nay, việc làm này được trao đổi hàng ngày và khá nhanh chóng. Chỉ sau một ngày học tập, những thông tin cần lưu ý gửi đến phụ huynh sẽ được các giáo viên thực hiện trong ngày qua ứng dụng Bix. Khi có sử dụng cái app này thì em thấy cái app rất là thuận lợi cho cái việc tương tác giữa giáo viên với phụ huynh. Ví dụ là ở trên lớp là em có những cái phát biểu tích cực hay là phát biểu hay, hoặc là có những hạn chế nào thì phụ huynh có thể là xem trực tiếp ở trên app được ạ. Bix app đã được Ban giám hiệu trường phổ thông Thái Bình Dương triển khai và hướng dẫn phụ huynh cài đặt từ năm học 2021-2022. Nhờ những tính năng tiện ích như thời khóa biểu, điểm số, tích sao, thực đơn, theo dõi sức khỏe và một số tính năng khác, chỉ trong tháng đầu tiên triển khai đã được 90% phụ huynh cài đặt. Hồi lúc trước á, thì mình muốn biết tình hình học tập của con á, thì phải liên hệ với giáo viên chủ nhiệm hàng tuần để mình theo dõi tình hình học tập của bé. Bây giờ có cái app á, thì là rất là tiện. Cô có báo lên app thì mình có thể mở app lên để mình xem, thì mình biết, có thể biết là con mình học như thế nào, yếu chỗ nào và mạnh chỗ nào để mình bồi dưỡng cho con thêm. Khi có app thì khi mà em quên em học môn gì, em quên cái báo bài đó, thì em mở app lên em coi và em sẽ nhớ. Rồi em soạn tập, rồi em học bài, chuẩn bị cho ngày hôm sau trả bài cho thầy cô đầy đủ. Trên app này thì nó có rất là nhiều cái, ví dụ như cái phần tích lũy sao này em rất là thích. Tại vì khi mà em phát biểu đúng, hoặc là em chào cờ đầu tuần em phát biểu đúng, sẽ được tích sao vô đây. Càng tích nhiều sao thì càng được đổi nhiều quà. Ví dụ như em thiếu viết thì em đổi viết. Tiện ích mà Bix app mang lại là kết nối thông tin nhanh chóng giữa phụ huynh và giáo viên về tình hình học tập của con em và những thông báo của nhà trường. Tuy nhiên, theo các em học sinh, nó sẽ phát huy hiệu quả hơn khi được xem là công cụ để động viên con em học tập thay vì để quản lý chặt chẽ hơn. Là học sinh thì ai cũng có một cái tâm lý non nớt và lo sợ, thì rất cần những cái sự đồng cảm của thầy cô và nhất là phụ huynh. Nên là có những cái đánh giá hoặc là những cái sự góp ý thì chúng ta nên bằng cái gọi là sự lắng nghe giữa phụ huynh và học sinh. Và em xin nghĩ là chắc chắn 100% thì chúng ta ai cũng muốn nghe được những cái lời support từ ba mẹ, những cái lời động viên, những cái lời mà con hãy cố gắng lên nha hay như thế nào đó, thì đó là suy nghĩ của em. Trong năm học tới thì chúng tôi sẽ tiếp tục hoàn chỉnh một số cái lỗi nhỏ, những cái ví dụ như là lâu lâu nó lại không truy cập được chẳng hạn, và sẽ phát triển thêm những tính năng khác sau khi mà phụ huynh góp ý thêm. Cuối năm học này thì chúng tôi sẽ có một cái phiếu khảo sát tiếp tục. Ví dụ như phụ huynh muốn cập nhật thêm những cái nội dung gì thì lúc đó ban giám đốc sẽ tiếp tục xây dựng để hoàn thiện thêm cái Bix app. Việc sử dụng các phần mềm tương tác trực tuyến giữa phụ huynh và nhà trường khiến phụ huynh tham gia tích cực hơn vào quá trình giáo dục con em, giúp kết quả học tập của các em cũng tốt hơn. Ngoài ra, phụ huynh có thể thanh toán các dịch vụ như học phí nhanh chóng mà không phải đến trường, phù hợp với xu hướng hạn chế tiền mặt như hiện nay.